lão bản dùng đó. Thưa các bạn, đây là đẹp mà có duyên hay đẹp vô duyên? Lão dùng nha. Lão bản thì phải đứng nghiêng người ra, không được đứng quay riêng cái kia vào mặt người ta. Đó, đúng rồi. Cái gì cũng phải học. Và các bạn chưa biết mình là ai mà cứ tình tướng, tôi ra giờ giải lao tôi nhận được rất nhiều câu hỏi, đúng không? Cho nên phải học, phải học. Xuất hiện thêm áo kẻ. Tranh thủ lúc bạn đang lau bảng về mặt kỹ năng, nếu bạn trai mình mà hôn mình thì tay để đâu là hợp lý? Cái gì cũng phải học. Wow. Nếu ở tư thế đứng thì tay để đâu được gọi là cô con gái có duyên? Ở eo ấy hả? Quá nguy hiểm. Vì cái đó là quá nguy hiểm. Thế anh là con trai, theo anh hôn bạn gái ở tư thế đứng, anh để tay đâu bạn gái sẽ rất là cảm thấy văn hóa tình dục. Nó phải có văn hóa chứ không thể như con gà được. Cái để tay đâu là hợp lý? Sau gáy à? Ông xem phim Hàn Quốc đúng không? Khỏe cái này. Cho nên tôi đang minh chứng với các bạn, con phải học rất nhiều. Wow. Cho nên là các bạn cứ ra hỏi tôi, cứ mơ mộng một chán quá. Hôn cũng phải học. Và thủ tướng trước khi sang nước ngoài cũng phải học. Ai cũng phải học. Tôi với các bạn đều là những con ếch ngồi trong đáy giếng. Nó khác nhau có mỗi cái thằng nào ngồi ở giếng to hơn thôi. Cho nên phải mở rộng nhé. Hôn vào trán là bề trên, hôn vào má là tình bạn, kịch, kịch, kịch. Hôn vào mỏ là tình yêu, hôn vào tay nữ là sự kính trọng, hôn vào tóc và vào cổ là dục vọng. Còn mọi chỗ khác là không nên hôn vì không có khái niệm. Ha ha ha. Thằng bạn trai thường hôn mình vào chỗ có thì không khái niệm. Ha ha. Có, cả không, cả có. Không là chỗ nào kể một chỗ. Vớ vẩn hôn, chả biết hôn, cứ tinh tướng. Ra nước ngoài cam đàm phán, bắt tay một cái là mày nó biết ngay thằng vô học hay là thằng có học. Bắt tay thì nam đưa tay ra trước hay nữ? Wow. Ai đưa tay ra trước nếu là giới tính nam và nữ? Câu trả lời cuối cùng, ai? Nữ hay nam? Đấy, bắt đầu cãi nhau lộn xộn rồi. Không bao giờ là nam nha. Cho nên trong bảng xếp hạng, người già và trẻ lít là số 1, phụ nữ là số 2, con chó là số 3, và đàn ông sau con chó. Khi nào mà kẻ đứng trước chó nó đưa tay ra mới được thò tay ra bắt, phải ra. Mà bắt phải cúi xuống hàm ơn cái sự ban ơn đấy. Và chỉ được bắt từ 5 đầu ngón tay trở ra thôi. Nếu không người ta khinh nhỉ. Đang đây ở Đà Nẵng uống rượu xong cái tự nhiên này, nam thò tay ra bắt tay nữ, bắt hẳn vào trong này, còn lấy tay khêu khêu khêu. Cái thói đâu mà ra cái thói. Cho nên không học là chết đấy các bạn ạ. Tri thức là như vậy. Và bây giờ có một bạn hỏi tôi, thế là ông nào cũng thế, mẹ dính cái đòn khởi nghiệp. Và ngày mai, xin lỗi, ngày thứ năm tôi làm cho 2 tỉnh, toàn chủ tịch tỉnh phải gặp tôi thôi về khởi nghiệp. Nghiệp là cái gì? Thì tôi phải giải thích cho bạn, tôi hứa là 3 phút tôi trả lời. Nghiệp khác nghề chứ nào. Mày khởi nghề hay khởi nghiệp mày? Có hiểu cái khỉ gì đâu. Thế nào là khởi? Cho nên là không học mệt lắm. Nhưng mà đây là quy luật của thế giới. Wow, một em sinh viên bằng ý chí của mình khởi nghiệp. Và sau khởi nghiệp thì số liệu thống kê cho thấy chết 50%. Bởi 3 yếu tố: hung ha, hung hăng, bọng cứt còn to lắm, cánh còn ngắn lắm. Và số liệu của Việt Nam mới nhất được công bố trên VTV1 thì sau khởi nghiệp các chú chết 91%. Tinh tướng. Một thằng nấy nói tôi, thầy có biết không, bọn em là một vườn ươm. Tôi bảo không phải đâu, mày hiểu nhầm ngay từ câu đầu rồi. Hình như mày là cái vườn gì ấy, chứ không phải vườn ươm đâu. Vớ vẩn. Nói thế nào thì nói, nếu mà thắng được cuộc đời, nhảy sang giai đoạn 2, giai đoạn tồn tại. Và sau tồn tại chết 10%. Nếu quả đấm thép xảy ra, vật nhau với thị trường thắng được, thì sang giai đoạn thành công. Không ai cưỡng được quy luật đâu các bạn ơi. Cuộc đời cũng vậy, quốc gia cũng vậy. Wow.
thành công chết khỏe 20%, mặt thì vênh vênh váo váo, mẹ nó đấm cho hai quả chết ngất. Nếu không thành công, nếu thành công mà phát triển được thì sang giai đoạn phát triển. Mày đừng phát triển thì mày sống mày phát triển được. Rủi ro sức gánh quản trị không nổi, táo hỏa tâm tinh. Cái gì à? Mày mở 2 chi nhánh thì mày sống 20 chi nhánh, thằng tổng giám đốc mắt trợn ngược vớ vẩn, chỉ được cái hoành tráng cắm mỏ chết 10%. Nếu mà phát triển được trình độ quản trị thì nó sang giai đoạn tiếp theo, thành danh. Thành danh, và để thành danh được khoảng 100 năm, từ 50 đến 100 năm thì mới tạo được thương hiệu. Đằng này chưa đâu ở đâu, em phải có thương hiệu cái khỉ mốc. Và sau khi mà thành danh chết 10%, cái gì à? Đó là HTC, wow, đó là Nokia, wow, đó là BlackBerry. 60% thị phần múc, còn 1% đúng mẹ tạt, còn 0,1% đầu hàng. Cỡ đó còn chết tình tướng. Mà chết thế này là vinh dự lắm rồi, vì kết thúc một chu kỳ đời người. Thì giai đoạn này nó gọi là hóa xương. Vì mày sinh ra từ bùn đất thì mày sẽ về với bùn đất thế con ạ. Và doanh nghiệp nào mà chết như Nokia là xứng đáng lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Thì nó gọi đây là những thằng này là thằng chết ở đây, gọi là chết là nó gọi là thằng hưởng thọ. Còn những ông con rồi mới khởi nghiệp xong hoặc kinh doanh được 3 hồi mới khởi nghiệp thắng lợi, lên mẹ tivi quảng cáo, wow 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 wow, đợi đó phải lăn đùng chết mẹ khu hai, mặt thì cứ kênh kênh, gương điển hình nhưng không điển hình, nó không hiểu gì cả. Cắm đầu xuống đây chết, cắm đầu đây chết thì chết ở từng khúc này, thì nó gọi lên là thằng hưởng dương. Bây giờ đó là Doosan của Hàn Quốc, đó là Coca-Cola, đó là Honda. Tao không chết, nó nhảy lên một bước nữa thì bố mày làm lại giai đoạn từ đầu, khởi nghiệp lại. Thì nó gọi đây là giai đoạn tái lập. Còn từng cái cú đánh thế này này là tái cấu trúc. Còn hàng ngày phải cải tiến liên tục. Thì đấy là như vậy. Đời các bạn sinh viên, đất nước Việt Nam và doanh nghiệp Mobifone liên tục phải làm 3 việc. Mày chậm một nhịp là đời mày thành BlackBerry ngay. Một, hàng ngày phải cải tiến. Thứ nhì, cải tiến là thay đổi liên tục. Lâu lâu vứt mẹ máy thay máy mới, thì đó là tái cấu trúc công nghệ. Tái cấu trúc, tái cấu trúc là thay đổi có giai đoạn. Đuổi mẹ bớt công nhân đi, thay máu đi, vơ vẩn. Và việc thứ ba, tái lập. Tái lập được hiểu là thay đổi toàn bộ, còn đây là thay đổi có giai đoạn. Như vậy chuyện khởi nghiệp chạy xung quanh quy luật này. Nếu kẻ nào mà thành công sau tái lập thì nó gọi đây là thằng trường tồn. Và một công ty không bao giờ có tình huống thứ tư, hưởng dương, hưởng thọ hoặc trường tồn. Và nếu xét ở đời con người, úi giời, hai anh chị yêu nhau vắng anh một ngày nhưng vắng một thế kỷ. Sau giai đoạn kết hôn, ly hôn 62%. Thế đừng có tinh tướng. Nếu bạn tái cấu trúc được, tái hình thể, tái phong cách sống thì gia đình tồn tại được. Kết thúc giai đoạn 2 rơi một mớ nữa. Cho nên sau lấy chồng, cái chị chàng nữ sau 4 năm chỉ còn 2 từ: biết thế, biết thế. Ngày xưa không lấy thằng này, lấy thằng hồi xưa. Sau 8 năm thì cái người phụ nữ chỉ còn 2 từ: đến cuối đời không ngờ, không ngờ, không biết gì nguyên lý sống mà cứ gân cổ lên cãi. Và thế là bia bg en cắm mỏ, sứ thiên thạch en cắm mỏ, hồi mai linh hoành tráng en cắm mỏ, bc en cắm mỏ, mai linh à quên, nguyễn kim en cắm mỏ 49%. Nên mẹ thái nó vào nó luộc tất cả những chú nào có chữ Vina En cắm mỏ, trừ Vina Minh chưa chết, chưa một em nào đạt được thành danh này. Và thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trước khi từ nhiệm
đã làm một quả đấm thép. Tại sao Việt Nam lại không có một huynh đài? Dồn hết một lượng vốn vào để phát triển cái mạnh nhất của dân tộc, đó là kinh tế biển, và tạo ra một tập đoàn Vinasin hung mạnh, đầy lợi thế. Tàu Vinasin chạy phá, cắm mẹ bỏ xuống thành Titanic. Tôi nhìn bộ sậu các tổng công ty tôi buồn cười lắm. Đấy là quyền tôi. Các anh chị bình luận tôi thế nào tôi quan tâm, vì tôi không vi phạm luật pháp thì tôi không ngán gì cả. Cố mà sống sao cho đời người nó đến đây. Cho nên là các bạn gái tái cấu trúc kiến thức, tái nữa thì mới sống được. Ngồi cứ tinh tướng cầm cái bằng tiến sĩ. Và đây là lộ trình của Lê Thẩm Dương. Còn riêng chuyện gia đình tôi không phải, tôi không được quyền. Cho nên là về phải tái liên tục, đổi phong cách. Hả? Tôi về mẹ tóc kẹp cổ con vợ tôi hôn. Vợ bắt đầu dầu mỏ nó nhắm mắt chuẩn bị đợi hôn. Xoay người lại hôn vào mông. Đấy là tái cấu trúc. Tại sao cứ phải hôn vào mỏ mãi nhở? Tinh tướng chết như dạ, đừng để tôi ví dụ. Đấy là tôi trả lời các bạn trẻ khi các bạn ấy hỏi tôi khởi nghiệp là cái gì. Con lạy ông, suốt ngày ý tưởng nhưng không ý tưởng. Còn phần bây giờ, một câu hỏi số 2. Bây giờ em hiểu cái phần thầy đầu nói em thích thành công lắm. Thế thì tóm lại cái phần biện pháp thầy phải làm phần thứ hai, em biết rồi, là cái phần bán hàng. Nhưng trước khi phần bán hàng, thầy cho em biết cuối cùng thật ngắn gọn là cái gì. Thì thưa các bạn, thành công là một hàm bốn biển. Để thành công chắc chắn mày phải hiểu mày và định hình được mục tiêu. Cái gì mà không gắn với mục tiêu dẹp thì bạn thành công. Nhưng mục tiêu phải hợp lý. Cho nên người ta tập trung vào những hành vi có kết quả. Người ta vứt tất cả những hành vi chỉ vì hành vi. Mà hành vi chỉ vì hành vi là đặc sản của người Việt Nam. Cờ, hoa, khẩu hiệu, hô hoan. Các bạn sẽ không thành công đâu. Các bạn ngậm miệng lại, đừng nói một câu nào nữa, chỉ làm thôi, bạn sẽ thành công. Cái dân tộc này chỉ nói. Wow. Đó là hành vi không phải vì kết quả, mà hành vi chỉ vì hành vi thôi. Mẹ mời tôi đi ăn, chọn quán nửa tiếng, đợi món ăn nửa tiếng, vào ăn mẹ bắt đầu mời mọc nửa tiếng, toàn những hành vi rẻ rách của bạn ơi, thua rồi. Sau đó lúc ăn bắt đầu gắp cho nhau hết mẹ nửa tiếng, tới hết ngày mất lịch sự kinh khủng. Mẹ bố mày có mỗi cái quyền gắp mày tước mẹ mất. Mẹ đang định ăn cái đầu cánh nó gắp mẹ cái sau câu. Thôi vứt đi mẹ, kiếp kiến thức nó ngu đần ngay trên bàn nhậu.